nước cảm động. Chúng ta cùng xem thôi. Ở vị trí thứ 10 là bộ phim Ngôi Mộ Tang Thương. Nhắc đến ma nữ xinh đẹp thì khó có thể bỏ qua Kim So Eun nhỉ. Mình cực kỳ ấn tượng ma nữ này, lúc xinh thì hết nấc, lúc dở thì cũng hết hồn. Bộ phim xoay xung quanh In So, người sở hữu khả năng đặc biệt là nhìn thấy hồn ma và đã bị cô lập bởi các học sinh khác vì điều này. Anh chuyển đến một trường trung học ở khu vực nông thôn bên ngoài Seoul. Tại đây, In So gặp một ma nữ tại trường trung học và trở thành bạn với cô ấy. Phim 49 ngày. Nàng tiểu thư Shin Ji-hoon xinh đẹp và tốt bụng do lỗi ngớ ngẩn của anh chàng thần chết, mà từ một cô gái đang ngập tràn hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới trọng đại của cuộc đời, bỗng chốc biến thành một linh hồn bất dưỡng. Tuy nhiên, cõi âm cũng có những ân huệ đặc biệt bù đắp cho những sai sót. Đó là 49 ngày cô sẽ được hồi sinh nếu tìm được ba giọt nước mắt thuần khiết từ những người yêu thương cô thật lòng, cho dù không phải là người thân của cô. Với phong cách trắng không tì vết, Nam Yuri khiến khán giả phải bất ngờ trước nét đẹp như búp bê của mình trong 49 ngày. Vì là một hồn ma nên cho dù Nam Yuri không tiện thay đổi nhiều trang phục, thế nhưng bất cứ bộ đồ nào cô diện đều trở thành hot trend trong thời điểm đó. Vị trí thứ 8 là bộ phim Mẹ Đến Từ Thiên Đường. Vai diễn mẹ ma Yuri trong Hai Bai Mama là sự trở lại đầy xúc cảm của Kim Tae Hee sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Có lẽ những ngày tháng vun vén hạnh phúc cho gia đình ấy chính là một trong những chất xúc tác giúp cho nữ diễn viên vào vai người mẹ ma trọn vẹn đến từng khoảnh khắc. Ngay từ những tập đầu tiên của phim, mẹ ma Yuri đã khiến khán giả phải rơi lệ vì tình cảm dành cho chồng và con gái. Đâu chỉ nặng tình, Yuri còn khiến khán giả bấn loạn bởi 1001 khoảnh khắc siêu đáng yêu của mình. Dù đã chết, nhưng Yuri vẫn mê đùi gà, thích uống bia và có sở thích xem ké TV của chồng cũ. Cô nàng là ma đói chính hiệu, bởi vậy khi tái sinh, một trong những điều khiến cô nàng hạnh phúc nhất chính là được ăn uống đã đời. Vị trí thứ 7 là bộ phim What is the Ghost Up To? Maureen, mối tình đầu của John Dong, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh sau 8 năm. Cô ấy bây giờ là một con ma và yêu cầu John Dong tìm bạn trai cho mình. Bộ phim có luôn trên YouTube kênh KBS World. Search ngay tên phim là thấy luôn nhé mọi người. Vị trí thứ 6 là bộ phim Big của ma nữ rỡm Marie. Tuy mang tiếng là ma nữ, nhưng thực chất cô chỉ là hàng rỡm mà thôi. Số là trong tập chính của phim, Marie đã quyết định đột nhập vào nhà của đôi vợ chồng mới cưới. Vì diện trên người bộ đầm trắng bỗng thêm xuất hiện trong bóng tối, nên trông cô chẳng khác nào một hồn ma. Ngay cả anh chàng Kyun Jong cũng bị cô hù suýt chết khiếp. Trong khi Kyun Jong được một phen toát mồ hôi, thì đông đảo khán giả lại tỏ ra vô cùng thích thú trước sự có mặt chớp nhoáng của ma nữ Marie. Thậm chí một số bạn còn phong tặng cho cô danh hiệu ma nữ xinh đẹp nhất nữa cơ.
kia. Kim Hoon Ji không nhớ được lý do vì sao cô trở thành linh hồn lang thang. Điều duy nhất mà cô biết đó chính là cái tên của mình thông qua bảng tên được ghim trên đồng phục. Lần đầu tiên sau 5 năm, cô nhớ được một chút ký ức. Đó chính là khi chạm một chút vào môi của anh chàng pháp sư. Kể từ đó, cô nàng ma nữ này đều bám theo anh chàng và luôn miệng đòi hôn, tạo ra không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười. Với khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng và khả năng diễn xuất của mình, Kim So Hoon được nhận xét chính là ma nữ Kim Hoon Ji bước ra từ truyện tranh. Vị trí thứ tư là bộ phim Ma nữ đáng yêu. Chắc chắn khán giả sẽ không thể nào quên được bộ phim của TVN đã từng làm mưa làm gió suốt mùa hè năm 2015. Vì không nhớ được nguyên nhân vì sao mình chết mà Shin So-ne đã phải lang thang ở nhân gian nhiều năm trời mà không siêu thoát. Cô cứ ngỡ rằng vì bản thân mình là một hồn ma trinh nữ nên cô đã tìm mọi cách để thực hiện nguyện vọng này, giúp bản thân mình siêu thoát, tránh khỏi kiếp trở thành một ác linh. Vì quyết tâm được siêu thoát của mình, Shin So-ne đã tạo ra biết bao tình huống dở khóc dở cười, mang lại rất nhiều nụ cười cho khán giả. Cô tấn công trực diện, tìm mọi cách để có thể qua đêm cùng chàng bếp trưởng Shin Woo, khiến cho anh cũng phải đỏ mặt mà tìm mọi cách bỏ trốn khỏi cô nàng háo sắc này. Vị trí thứ ba là bộ phim Aran sửa đạo truyện. Nếu cô nàng Mary phía trên chỉ là hàng rỗng, ngược lại, Aran của sửa đạo truyện ta là hàng xịn hẳn hoi. Vì bị chết oan nên linh hồn của cô vẫn cứ lang thang ở chốn nhân gian. Một lần tình cờ, Aran gặp được vị quan lạnh lùng của cô. Nhờ vào siêu năng lực của anh mà bức màn bí mật về cái chết của cô cũng từ từ được hé lộ. Đáng nói hơn, về tiếp xúc lâu ngày mà Aran và Uno dần nảy sinh tình cảm với nhau. Xưa nay, chuyện tình người mà vốn là điều không thể. Chính vì thế, nhiều khán giả đã không khỏi băn khoăn liệu có cách nào để mà nữ xinh đẹp Aran đến với người mình yêu hay không? Vị trí thứ hai là bộ phim Don't Worry, It's the Ghost. Giống với Aran, Yewa trong bộ phim truyền hình một tập Don't Worry, I'm a Ghost là một ma nữ thú thiệt. Ngoài ra, cô cũng là một hồn ma, chết mà không hiểu vì sao mình lại chết. Số phận đưa đẩy khiến Yewa có cơ hội gặp gỡ anh chàng mất trí nhớ sau tai nạn xe hơi. Thế là cô quyết định giúp anh tìm lại ký ức. Trong quá trình đó, cô còn tìm ra được nguyên nhân cái chết của chính mình. So với mối quan hệ âm dương giữa Aran và Uno thì chuyện tình người ma của Gieo Hoa và Mongi vui nhộn hơn. Cộng thêm việc chỉ có thời gian một tập phim để yêu nhau nên chắc chắn cả hai sẽ phải đánh nhanh rút gọn. Ở vị trí thứ nhất là bộ phim Khách sạn Ánh Trăng. Bộ phim kể về nhân vật Chan Ma Woo, người bị trừng phạt suốt hơn 1.000 năm tại khách sạn Ánh Trăng. Tại đây, cô cùng các nhân viên phải phục vụ và an ủi những linh hồn lang thang để họ yên lòng bước sang.
sang thế giới bên kia. Cô tồn tại trong dạng trẻ mãi không già, lâu đến nỗi chính cô cũng không thể biết thực ra mình đã chết hay chưa. Bộ phim gây sốt bởi kịch bản hấp dẫn và phần nhìn bắt mắt. Writing của tập sau luôn phá đảo tập trước và đạt vị trí cao nhất trong khung giờ phát sóng.